Ăn không chỉ là để no, mà ăn là còn phải lo cho sức khỏe. Ai nói ăn chay chán là sai lầm. Đúng. Rất tốt cho sức khỏe, rất lạ miệng. Thơm ghê á. Nó vừa ngọt, nó vừa bùi, vừa béo quá. Rất là thích ăn chay. Cái này mà có miếng thịt ba chỉ bỏ vô ngon ha. Em thích quá. Anh có bạn gái rồi. Nhỏ nhỏ này mẹ công việc nặng luôn rồi trời. Miệng nó cười nè, bánh chưa vô mà kêu ngon trước. Những người thua cuộc mãi mãi lời nói là vô nghĩa. Thua là phải ngồi nhìn. Cảm nhận nè, cảm nhận nè. Ngon, ngon, chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn. Thơm. Em không nghe. Tôi mới có bằng nguyên lý mà có nấm nữa. Nó hòa hiện với bột. Để em biết, rồi đừng có nói vậy. Miếng ngon hay không? Ăn thử mới biết. Ừ, em ăn đi. Đúng không? Lẽ nào ăn, được. Nhục lắm chứ. Hồi nãy lúc người ta ăn mình chửi người ta mà. Đấy, bây giờ nhục thì nhục. Nhục cũng ăn nữa. Chắc là bữa nay mình ăn cái nấm thì đẹp mà còn không ăn nhục mặt đúng không? Gặp nhau đây rồi chia tay. Anh em mình ăn cái nấm. Không chơi gì nữa mà không cứ vào đại tiệc ẩm thực. Yeah!